cầu Sơn La. Đây anh em ạ, đấy hôm nay là cái máy đầu tiên lên Mộc Châu anh em ạ, Mộc Châu Sơn La đấy. Đây đảo đang đảo đều bữa này anh ạ, anh ấy vào là phun luôn đây này, em để đấy này, kỹ thuật mình bên cạnh để hướng dẫn mình đấy, anh cũng rất là đẹp luôn. Sotaro nâng tầm công nghệ xây dựng Việt. Vâng, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay anh em công ty Sotaro bàn giao máy phun vữa Sotaro 9 về Mộc Châu Sơn La anh em nhá. Đấy, về cho anh Định ở Mộc Châu Sơn La anh em ạ. Đây, máy chúng tôi vừa lắp đặt xong này. Hôm nay là công trường anh đang đổ móng nên là chưa có hoàn thiện nhá, nhưng mà bác vẫn sắm trước để đến nữa là hoàn thiện là làm anh em ạ. Đấy, hôm nay là chúng tôi đặt máy ở tại nhà anh ấy và phun thử thôi. Bằng này nữa. Công suất của nào còn cao nữa không? Đấy, kỹ thuật mình đang chuẩn bị kiểm tra bữa này. Sáng phun nghe nhá. Đây, đảo đang đảo đều bữa này nhỉ. Đấy, đây các bạn, chúng tôi vừa trộn cho một mẻ nữa nhá. Đây, đây, ông bổ. Em thấy sỏi rất là to nhá. Đấy, được rồi đấy anh ạ. Nhích hơi từ từ nhá. Đây, nay chúng tôi phun thử bức tường này nhá. Cái đoạn đầu, giai đoạn đầu mình phun là nó đang có dầu nó ướt. Đấy, nó còn đang hơi chảy đấy. Sau giờ lên anh em thấy nó xe lại này. Đây anh em nhá, kỹ thuật mình đang phun này. Nay thì anh phun thử cái tầng bao nhà anh thôi. Em thấy đấy nào. Đấy, anh ấy vào là phun luôn đây này. Em thấy đấy này. Kỹ thuật mình bên cạnh để hướng dẫn mình nhá. Anh phun rất là đẹp luôn. Anh em đến xem đông lắm anh ạ. Anh em, cái mình phun được tầm khoảng 5 phút. Đấy, bắt đầu vừa nó xe lại là mình dùng cái thước vẹt nha anh ấy dùng. Mình đi ra sau mình cán luôn. Đúng đâu cũng được. Đây điều khiển. Bật tắt. Còn nếu mà gạt thằng này hoặc đẩy đi thì cái cần gạt kia ới phụ phát là họ gạt lại cần nhau. Nó hút ngược lại. Anh để dịch ra. Đấy. Đúng rồi. Đây anh em ạ, đây cứ một bác phun và một bác cán thước dẹt nhá. Đấy, đây này, như bên này chúng tôi phun đủ rồi là anh em cán qua là đã gần được rồi đấy. Đây nhá, đây chúng tôi phun xong rồi bắt đầu vệ sinh rồi này. Này máng này phải sạch nha anh em nhá. Đấy. Đây anh nhá, thì chúng tôi vừa vệ sinh lân ống một lần xong là chúng tôi cho cái ống mút vào này. Đấy. Đang đợi bóng ra cho nó sạch hẳn ống luôn nhá. Bóng chuẩn bị ra. Đấy, bóng thì chuẩn bị ra. Đấy, bóng cát. Đấy, đây giờ. Đấy giờ là sạch nhá. Giờ sạch hẳn ống rồi nhá. Trong rồi nhá. Đấy. Sotaro, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.